đây là một làn da mộc hoàn toàn nha mọi người ơi. Hai cái phần gò má của Phương ấy, nó không còn thấy một chút nào gọi là nám nữa rồi. Đúng rồi. Và cái lỗ chân lông bây giờ là không có thấy luôn. Ừ. Nói chung ấy là mình cực kỳ ưng cái dịch vụ BioCell Complex này. Cá nhân em thì em không thấy đau, còn em không biết là các chị em khác như nào, nhưng mà em là một đứa chịu đau rất là kém luôn ấy. Chỉ có chích ngừa thôi là em đã hết rú lên rồi. Ừ. Nhưng mà em thấy làm rất là nhẹ nhàng. Ừ. Đó. Nói chung là êm ái, không vấn đề gì. Đây, đang vẫn đang ngồi cười đây. Các chị em, đặc biệt là những chị em sau sinh ấy, chúng đã gặp rất là nhiều vấn đề về da. Mọi người phải nhanh tay, gọi là nhanh chân đi làm đẹp đi, bởi vì là nếu mà không á, nó sẽ rất là nhanh xuống cấp. Ừ. Người ta hay có câu là phụ nữ sau sinh là gọi là gặp là xuống cấp trầm trọng về cả da, về sức khỏe. Và thường á là người ta hay phân biệt là phụ nữ trước sinh và sau sinh, chứ không ở phân biệt trước hôn nhân và sau hôn nhân. Vì sao? Vì sau sinh là mình nhìn mình nó ra phụ nữ hẳn, bởi vì nhìn mình bị già đi á. Nói chung là nếu mà nói là không đau hoàn toàn thì cũng không hẳn, nó sẽ hơi châm chích nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà ở trong cái mức độ mà mình kiểu là chịu được đấy. Không có vấn đề gì cả. Ừ. Khi mà chị nhắc đến sáng da ấy, em nhớ là em đi Trung Quốc về ấy, cái da của em nó phải xuống 2-3 tông. Ừ, đúng mà rồi. Mà trước kia cái em rất là tự tin là da của em nó trắng luôn. Đúng rồi. Đấy, thế mà bây giờ mọi người nhìn này, đấy, sau khoảng mấy buổi làm BioCell Complex Complex này và BioCell Plus thôi, dạ, là da của Phương ấy là cái phần da mặt ấy nó trắng hơn da cổ này. Ừ. Nhìn rất là rõ. Luôn. Thích lắm đúng không? Mê đúng không? Vâng. Mọi người cứ hỏi bí quyết chăm sóc da là gì. Da. Đó thì mong là video này thì mọi người sẽ có thể là xem cũng như là biết được là lý do là tại sao da của Phương đợt này nó căng mịn mà nó bóng, nó kiểu nó cứ mơn mởn da nhá. Đây mọi người có thể thấy là cái phần dưới mắt này nó không còn bị thâm nữa, nó chỉ hơi nhẹ thôi bởi vì mình vẫn thức khuya. Ừ. Nhưng mà nó cải thiện rất là nhiều. Những ai mà follow hay là theo dõi Ngô Mai Phương trên các nền tảng mạng xã hội thì đều biết là mình là một người rất là kỹ tính. Đúng rồi. Những cái sản phẩm mà em nhận review em phải test ít đúng nhất rồi là 1 tháng em mới nhận. Với thẩm mỹ viện thì cái thời gian phải lâu hơn. Đấy. Và phải hỏi rất là nhiều người. Đúng rồi. Thế là đấy, nói chung là phải hỏi bao nhiêu những cái người mà đã đi làm rồi, ở đài thì cũng rất là nhiều MC đã làm ở đây này, rồi là diễn viên của VTV này, rồi đấy, chưa kể là mình nhìn thấy rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz cũng làm. Đúng rồi. Cũng thấy rất là yên tâm. Nếu mà nói ưng thì quá nhiều điểm ưng. Bởi vì là em không nghĩ là có một cái dịch vụ ấy nó có thể có tích hợp nhiều tác dụng ở trong một cái lần làm như thế. Ví dụ như là nám thì là gọi là hết 95% rồi. Rồi. Còn chưa kể là thấy căng bóng nhá. Xong rồi căng bóng theo cái kiểu là căng mướt luôn đấy chị. Đúng rồi. Bây giờ ra ngoài đường là em không cần phải make up luôn. Ừ. Đó. Chỉ cần đánh kem chống nắng thôi. Còn xứng đi dẫn nhá, là đánh kem nền là nó kiểu mịn luôn ấy. Đánh kem nền là đánh rất là nhẹ nhàng đúng thôi rồi. Chị biết không, da em nó bóng đến mức mà lên hình ấy, ông đạo diễn suốt ngày em bắt em dặm phấn thì em bảo là cái này dặm không hết đâu. Nhiều khi ôm con ấy, đang make up ôm con hoặc là mặt mình có phấn ôm con không muốn, dám ôm không ấy dám. Xong rồi không dám hôn nó đúng không? Đấy, mình vừa mới sinh xong là Trang sợ là mặt mình có phấn hoặc có kem, có serum. Mình sẽ ghi vào cái con bé mới sinh á, con sơ sinh á, là Trang rất là sợ, nên là xác định là 3-4 ngày ở trong viện là Trang không bôi kem dưỡng da luôn. Là Trang phải cấy ngay BioCell Basic. Hồi đó còn chưa có BioCell Plus, là cứ cấy BioCell Basic ngày mai đi đẻ. Đó, hôm nay cấy. Đấy. Nên là em ơi, em làm cái này xong á là em sướng nhất, là mình không cần phải bôi kem dưỡng da hoặc make up quá nhiều mà mình vẫn ôm con thoải mái, đúng không? Công nhận nha. Phương dùng sản phẩm gì Phương sẽ tìm hiểu rất kỹ. Thì đây là một cái sản phẩm chứa rất là nhiều những cái thành phần mà có lợi cho da, và cái phần chất gọi là chất lượng ở trong đấy nó hàm lượng rất là cao. Thật sự đây là một cái dịch vụ mà nó vượt trội hơn rất là nhiều những cái dịch vụ mọi người đang thấy trên thị trường. Ví dụ như Meso. Meso thì là một tên một cái phương pháp và người ta hay đưa những tinh chất, nhưng thường ấy trong cái thành phần của những cái sản phẩm Meso mà Phương thấy trên thị trường nó chỉ có HA thôi. Nó cấp đúng ẩm rồi thôi. Nó chỉ không, là HA loãng. Đúng rồi, nó chỉ là cấp ẩm thôi chứ nó không có nhiều tác dụng đâu. Thế nhưng mà với sản phẩm này thì còn xóa nám. Thật ra thì Phương cũng đã từng làm Meso rồi và Phương thấy là hiệu quả của nó chỉ giúp cho da của Phương nó nhìn kiểu ngậm nước trong vòng khoảng 7 ngày thôi, sau 7 ngày lại trở về như cũ à. Nhưng mà trong cái thành phần của cái BioCell Complex này thì Phương thấy là nó có rất là nhiều những cái thành phần đây khác. Đây này mọi người này, ở trên sản phẩm ấy, trên vỏ chai ấy là sẽ có luôn thông tin của nhà máy này, sản xuất này. Đấy, cũng như là tất cả các thành phần bằng tiếng Hàn và những cái thành phần an toàn và lành tính như là hyaluronic acid này, glutathione này, EGF này, những cái thành phần nhân tố tăng trưởng để làm cho cái da
của mình, nó tự động nó căng bóng, cũng như là có thêm cái thành phần mà cúc hoàng anh Solidago hoặc là 2% gốc rễ cây mẫu đơn trắng Peony Extract, là những cái thành phần mà những cái dòng sản phẩm HA, gọi là HA loãng thông thường ở trên thị trường mà mọi người đang cấy HA hoặc cấy meso là không có. Và đặc biệt là BioCell Complex của nhà Lavender Bay Trang thì là một cái sản phẩm độc quyền vừa mới ra mắt được 3 tháng nay, và đã nói đến cái thương hiệu BioCell từ thời BioCell Basic cho đến BioCell Plus thì chưa một khách nào chê. Thật sự thì là cái Hydrat Pro này nó rất là đặc biệt nha mọi người, bởi vì với Phương ấy là một cái người mà sinh em bé xong thì da của Phương sau sinh ấy nó không chỉ bị sạm nám tàn nhang lỗ chân lông to mà nó còn bị khô sạm và bị hốc hác, theo cái kiểu là nhìn mặt người ta, nhìn vào mặt mình người ta đã biết là mình vừa mới thức đêm qua chẳng hạn, hay là nhìn vào mặt mình nó kiểu thấy thiếu ngủ, thấy mệt mỏi, thấy kiểu thiếu sức sống ấy. Không biết là cái BioCell Complex này nó kết hợp với Hydrat Pro ấy, thì rồi, nó sẽ giúp cho cái da mặt của mình nó căng bóng theo cái kiểu là nhìn nó có sức sống. Đúng hơn rồi. Nó mộng hồng hào, nó mọng mướt. Hôm nay là buổi thứ 3 thì sau 2 buổi thôi là em đã thấy là da của em nhìn nó hồng hào, căng mướt và nó có sức sống hơn, nó không bị hấp hác nữa. Hơi châm chích. Nói chung là đi kim vào da thì không thể nào mà tránh được. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn trong mức độ chịu được. Vâng. Đó. Vì đây là cái sản phẩm Hydrat Pro và đây là sản phẩm mà bên Trang đã nhập trực tiếp từ Mỹ. Và mọi người yên tâm là cái sản phẩm này là chỉ có độc quyền tại Lavender Bay Trang thôi. Một lần cấy Hydrat Pro như thế này thì mọi người sẽ giữ được trong vòng 1 năm luôn. Một lần cấy giữ được 1 năm. Còn những chị em nào chúng ta cấy 3 lần, 4 lần thì mọi người sẽ giữ được ít nhất là từ 3 năm cho đến 4 năm luôn. Khẳng định với mọi người đây không phải là filler. Đấy, và sẽ không làm cho gương mặt của các chị em của mình thay đổi bất kỳ một cái gì, chỉ làm cho gương mặt của các chị trẻ hơn thôi. Một lần cấy Hydrat Pro này sẽ tương đương như là mọi người đi căng chỉ luôn. Đấy, nhưng mà vấn đề là không phải là sản phẩm căng chỉ hay cũng không phải là filler đâu nhá. Vì đây là sản phẩm Hydrat chứa rất nhiều các triple DNA, 3 phân tử chống lão hóa đỉnh cao, cũng như là peptide cấu trúc sapphire gồm các cái điểm nhọn, và có thêm những cái thành phần là chiết xuất từ quả camu camu từ Amazon, cho nên là sẽ giúp làm trẻ hóa, căng bóng và săn chắc cho các chị em. Nên là những chị em nào da chúng ta cả nhão này, rãnh cười sâu này, và những chị em nào mà chúng ta mặt chúng ta bị chảy xệ, hóp má nhiều, thì mọi người nhất định khẳng định luôn, mọi người cấy ngay cho Trang cái Hydrat Pro này, nếu như không ưng Trang hoàn lại 100% chi phí cho mọi người. Thật sự thì Phương vừa mới làm xong cái dịch vụ BioCell Complex ở Lavender Bay Trang. Đấy, mọi người thấy là cái da của Phương nó rất là căng bóng, mọi người có thể nhìn lại một lần nữa nhá. Cực kỳ căng bóng, vừa mới làm xong thôi. Đây nhá, mọi người thấy là da của Phương sau khi làm xong ấy nó có cái độ căng bóng nó rõ rệt luôn. Đó, nó có thấy cái độ căng bóng luôn. Và nó sẽ ửng hồng như kiểu là mấy cậu bé cô bé nhỏ nhỏ xinh, cậu bé Linh Hô, cô bé Linh Xô á. Làm cái dịch vụ này thì nói chung ấy là nó sẽ hơi châm chích nhẹ, nhưng mà trong cái mức độ chịu đựng được nó rất là nhẹ nhàng thôi. Không đau bằng mọi người nặn mụn đâu. Đấy là đấy, review chân thực nhất nhá. Bởi vì Phương nặn mụn mũi là Phương đã chảy nước mắt rồi. Sau 3 lần BioCell Complex ấy là da nó đẹp kiểu một cách mỹ mãn luôn. Bây giờ mọi người có thể thấy là cái phần gò má của Phương ấy nó không còn thấy một chút nào gọi là nám nữa rồi. Đúng rồi. Và cái lỗ chân lông bây giờ là không có thấy luôn. Mà da em là thuộc dạng da dầu. Đúng rồi. Hỗn hợp thiên dầu, là đúng cái vùng chữ T này là nó bị dầu này. Đúng rồi. Thì bây giờ là cái vùng lỗ chân lông to nó không còn, bởi vì sinh xong là lỗ chân lông nó to. Đúng rồi. Nên là bây giờ làm xong là thấy là cái lỗ chân lông nó thu nhỏ lại. Đó. Đến ngày hôm nay em nghĩ là sau buổi ngày hôm nay là lỗ chân lông gần như không thấy luôn. Không còn nữa. Mà cái này là cái điều mà không có một cái mỹ phẩm nào có thể cải thiện được chị ạ. Em đã tìm hiểu rất rất là kỹ rồi. Em thuộc dạng là được mọi người mệnh danh là beauty blogger. Em cũng tìm hiểu rất là nhiều sản phẩm rồi để có thể thu nhỏ lỗ chân lông, nhưng mà không có cách nào hết. Đúng. Lỗ chân lông là một cái mà treatment cũng đúng không rồi, có thể nào mà cải đúng, thiện được. Đúng, chính xác. Những chị em nào mà sau khi sinh xong mà mình có nám mỏng, nám nhẹ thì mình phải đi chữa nám ngay khẩn trương. Những chị em nào mà mình đã có nám 5 năm, 10 năm rồi thì mình cũng phải đi chữa nám ngay, tại vì là nám chỉ có Lavender Bay Trang mới có thể chữa được cho các chị em thôi. Bây giờ cảm ơn em Leo để trả cho em Leo về với Leon.